Tập 934P1 tìm gia sư. Lúc này nhóm bọ cạp đỏ đang làm động tác đặc biệt của nhóm thì Xin cũng tham gia cùng. Tuy lần nào xuất hiện Xin cũng không được chào đón nhưng có vẻ như vậy đối với Xin lại rất vui. Xin luôn suy nghĩ nhóm bọ cạp đỏ là một nhóm hài nên cậu ta rất hâm mộ, dù đã được giải thích bao nhiêu lần thì Xin vẫn chỉ tin vào suy nghĩ của mình thôi. Lúc này hai đàn em nhắc nhở thủ lĩnh không cần quan tâm tới Xin mà việc quan trọng là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Phát hiện ra thủ lĩnh của mình đang có phiền lão, hóa ra là trong kỳ thi chị ấy đã không đạt môn lịch sử nên trong kỳ nghỉ hè này phải hoàn thành nó. Xin nghĩ kỳ nghỉ hè chỉ còn lại cậu ta và hai chị đàn em, nhưng chị thủ lĩnh không thể tự mình học được nên đã nhờ tới sự giúp đỡ của hai chị kia. Nhìn phạm vi bổ sung mà chị thủ lĩnh đưa ra, hai đàn em chỉ còn biết cổ vũ chứ giúp gì được. Thấy đàn em bỏ mặc mình, chị đã rất bức xúc. Lúc này mẹ Mise gọi Xin về. Thấy mẹ chị đã rất vui, chạy lại chào hỏi và yêu cầu mẹ có thể làm gia sư lịch sử giúp cho mình. Sau khi nhìn vào cuốn sách đó, mẹ rất nhanh chóng tìm lý do mình rất bận mà chạy rất nhanh không để ai có cơ hội níu kéo. Xin biết điều này sẽ sớm xảy ra thôi mà nhưng không ngờ nhanh quá, mọi người đang suy nghĩ không biết nên làm gì. Chị thủ lĩnh nói nhất định mình phải vượt qua môn này nên phải tìm kiếm một gia sư chỉ dạy. Chị đưa ra yêu cầu nếu giúp đỡ chị thành công sẽ mời mọi người một bữa coi như hậu tạ. Nghe thấy có ăn thì ai cũng sáng mắt hết cỡ có thể. Lúc này Xin cũng đã nghĩ tới một người có thể giúp đỡ vào lúc này nên cả bọn đã đi theo dõi anh Ionzo. Chị béo nghĩ cái tên Ionzo không thông minh đâu vì mình cũng tên đó mà. Anh Ionzo vừa bước ra khỏi tiệm sách thì bị ba cô gái chặn lại khiến anh sợ hãi nói mình không có tiền. Xin thì oán trách tại sao anh lại không mua một cuốn tạp chí hình ảnh chứ. Anh thừa nhận với Xin đã mua rồi. Sau một hồi nói chuyện cũng gỡ được cảnh giác, anh cứ nghĩ họ đang muốn chấn lột tiền của mình. Sau khi nói chuyện, anh Ionzo liền xin lỗi xong mới nhận ra tại sao mình phải xin lỗi chứ. Lúc này họ vào thẳng vấn đề chính khi biết anh đang học đại học. Đụng đúng vào niềm kiêu hãnh của mình, anh Ionzo đã vinh hạnh giới thiệu bảng tên mình và trường đang theo học. Nhưng khi nghe tới cái tên trường đó thì cả ba đều ngây người mất vài giây ngắn ngủi. Chị thủ lĩnh cảm thấy mình đã quá lãng phí thời gian khi nhờ vả một người học trường đại học tệ nhất nước giúp đỡ. Nhưng hai đệ tử vẫn minh mẫn hơn, ít nhất họ cũng đang học đại học, có thể giúp còn hơn không. Thấy các đàn em vì mình mà đã hạ mình cầu xin sự giúp đỡ, với sự cầu xin một cách nhiệt tình đó anh Ionzo cũng không thể từ chối. Thế là chị thủ lĩnh liền chọn nơi bờ sông để học vì ở đây chị có cảm giác rất thoải mái. Bắt đầu buổi học, thầy giáo lại không giảng bài mà nói cho họ lý do mình thi trượt 3 lần đại học, khiến chị thủ lĩnh cảm thấy mất kiên nhẫn mà quát lớn. Thấy cảnh này khiến người bên ngoài cảm thấy hoang mang khi không biết ai mới là giáo viên. Anh Ionzo bắt đầu vào bài giảng thì bị Xin làm mất tập trung khi coi sách lại còn bình luận nữa. Xin bị cướp mất sách cảm thấy ấm ức nên đã dùng mông phản kháng, không thể tập trung nổi nên chị yêu cầu hai đàn em chăm sóc cho Xin. Chị thủ lĩnh và anh Ionzo bắt đầu lại từ đầu nhưng trò chơi bên ngoài cũng gây mất tập trung cho chị không thể nào học được. Chị muốn bắt đầu lại nhưng những gì anh Ionzo nói căn bản chị không hiểu nổi là gì hết, tưởng chừng như muốn cho giáo viên một trận vậy. Được đàn em cản lại nên chị quyết định ném sách đi và không học nữa. Hai đàn em lại phải khuyên chị nên kiên nhẫn một chút. Thấy khuyên thủ lĩnh không được, họ lại quay sang uy hiếp anh Ionzo. Anh liền nảy ra ý định chơi trò cá cược đoán thử đề thi. Nhưng chị vẫn cảm thấy mọi thứ quá nhiều, chẳng khác nào cũng là học thuộc hết cả. Lúc này chợt nhận ra cuốn sách giáo khoa đã không cánh mà bay. Thủ phạm không ai khác chính là Xin đang ngồi tô vẽ vào cuốn sách, nhìn cuốn sách của mình mà khiến chị đổ gục với Xin. Điều khiến chị bực mình hơn là Xin vẽ vào tất cả các phần có đáp án, Xin còn cho đó là một sự khen ngợi nữa chứ. Chị đã phải rất vất vả ngồi xóa đi dấu tích của Xin. Ngày hôm sau họ ngồi cùng nhau chờ đợi, chị thủ lĩnh cảm thấy chị quá chậm mà thấy đói bụng. Đi tới là một kết quả rất tốt do tối qua lúc ngồi xóa những bức tranh của Xin cũng giúp chị ghi nhớ những điểm mấu chốt trong sách giáo khoa, một tin thật đáng ăn mừng. Để cảm ơn sự lo lắng và giúp đỡ của mọi người nên chị muốn mời mọi người ăn tối. Xin cũng muốn được tham gia cùng, tất nhiên vì nhờ cậu ta vẽ nguệch ngoạc mới có kết quả hôm nay. Mọi người rời đi, anh Ionzo vẫn đứng đó suy nghĩ không biết chị thủ lĩnh có thực sự là người thông minh không. Nhưng điều đó không quan trọng, lúc này lấp đầy cái bụng đã. Tập 796 01 đó là một cuộc thi với Bạch Tuyết. Cô Michi và chú Yoshirin đến nhà Nohara để mượn chú chó Bạch Tuyết để tham gia cuộc thi gia đình hạnh phúc với thú cưng mà hai người đã đăng ký được suất cuối cùng. Giải nhất của cuộc thi là một chuyến du lịch đến Hawaii. Xin nghe xong giải thưởng thì rất hào hứng nhảy tưng tưng. Vì không có thú cưng nên cô Michi và chú Yoshirin muốn mượn thú cưng nhà Nohara. Hiroshi lo lắng rằng hai người sẽ không biết cách tương tác với Bạch Tuyết. Cô Michi và chú Yoshirin cho rằng sẽ thử nhưng sẽ suy nghĩ vấn đề đó sau khi được mượn. Trong lúc người lớn nói chuyện thì Xin hào hứng lăn lộn phía sau, còn giả trở thành một chú cún. Cô Michi và chú Yoshirin không thực sự muốn đến Hawaii mà chỉ muốn một chú chó giải thưởng.
Nhà tài trợ của cuộc thi này là cửa hàng thú cưng Sinh Quang. Bạn có thể nhận được chú chó độc nhất vô nhị mà Sinh Quang đã sử dụng trong quảng cáo siêu nhân Miêu Châu. Mise cho rằng có lẽ nên hy vọng vào hạng nhất mới đúng, nhưng cô Michi và chú Yoshirin nghĩ rằng không có khả năng. Hiroshi cho rằng giải nhất như là một lời khen với Bạch Tuyết và hãy cùng nhau đi du lịch ẩm thực, nên quyết định cho cô Michi và chú Yoshirin mượn Bạch Tuyết. Gia đình Nohara hào hứng với quyết tâm giành giải nhất và đi du lịch Hawaii, quên đi cô Michi và chú Yoshirin chỉ mong giải ô. Bạch Tuyết nghe chuyện nãy giờ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Một ngày trước cuộc thi, Shin đem Bạch Tuyết ra tắm rửa và chải chuốt. Khi mới xới lông, Bạch Tuyết xù to nhưng chỉ cần nó đứng dậy ngoắc người vài cái thì lại trở lại như cũ. Hiroshi ngắm Bạch Tuyết thấy nó thật dễ thương và cảm giác đã nắm chắc được giải nhất trong tay rồi. Nhưng Mise không yên tâm vì Bạch Tuyết sẽ xuất hiện cùng cô Michi và chú Yoshirin. Ngày diễn ra cuộc thi, gia đình Nohara gặp cô Michi và chú Yoshirin vì muốn để Shin xuất hiện cùng với họ. Hiroshi lấy lý do rằng Shin rất quen thuộc với Bạch Tuyết nên có thể giúp đỡ, và nếu họ có con có thể sẽ được ban giám khảo chào đón. Cô Michi và chú Yoshirin cho rằng không nên nói dối và họ quá trẻ để có một đứa con lớn như Shin. Nhưng nếu không đồng ý thì gia đình Nohara sẽ lấy lại Bạch Tuyết, nên buộc họ phải chọn lựa làm theo những gì Hiroshi đã đề nghị. Cuộc thi bắt đầu, chị MC mời mọi người ổn định và giới thiệu về các đội chơi. Shin lấy làm tò mò vì chú chó đội bạn đứng cạnh rất to lớn, không giống một chú chó. Mise đang lo lắng vì những chú chó khác đều là những loại đắt tiền thì Shin ở trên sân khấu vẫy tay chào bố mẹ. Bố mẹ phải cố giả vờ không quen biết vì lúc này Shin đang là con của cô Michi và chú Yoshirin. Bắt đầu cuộc thi là màn giới thiệu buổi đầu gặp mặt giữa chủ và cún cưng. Cô gái mua thú cưng làm quà cho chính mình sau khi thích nó một thời gian dài. Anh chàng đô con chỉ là vì thấy chú cún rất dễ thương nên thích nó. Người phụ nữ cũng đã yêu cún cưng của mình trong cái nhìn đầu tiên và không thể sống nếu thiếu nó. Ông chú cảm thấy thân thiết như người thân với chú cún của mình. Shin cũng từ lần đầu tiên nhìn thấy đã trở thành tù nhân của tình yêu, nhưng là với chị MC. Shin còn năn nỉ chị cho cậu làm thú cưng của chị, khiến chị hoảng hốt nhắc lại câu hỏi cho cậu. Cậu thấy Bạch Tuyết lần đầu tiên trong hộp cartoon trên đường, không biết cách giải quyết nên đã đem về nhà. Xin nói ba mẹ đã không cho nuôi, Mỹ Ký giải thích rằng sự thực đã chứng minh họ đã giữ nó lại vì nó dễ thương. Mise và Hiroshi đều cho rằng đáng ra Shin nên có một câu chuyện kịch tính hơn. Phần thi thứ hai là phần thi tài năng của những chú cún. Chú đầu tiên có thể đứng hai chân và lộn vòng, chú thứ hai run người và có tiếng kêu dễ thương, chú thứ ba đi đường không chạm đồ vật, chú thứ tư chỉ biết ngủ. Đến lượt Bạch Tuyết thì cô Michi và chú Yoshirin nói rằng Bạch Tuyết là một kẻ bất tài không biết làm gì cả. Shin nói Bạch Tuyết giả làm kẹo bông nhỏ. Bạch Tuyết liền cuộn mình giả giống kẹo bông nhỏ, rồi giả làm chú thỏ khiến mọi người đều thích thú, thuyết phục được cả vị giám khảo khó tính nhất. MC đến phỏng vấn cô Michi và chú Yoshirin về việc họ có hạnh phúc mỗi ngày bên chú cún Bạch Tuyết thì hai người lại lo thể hiện tình yêu của mình. Chị MC đành ngậm ngùi đưa mic cho Shin, Hiroshi và Mise đều hy vọng Shin nói gì đó thật ra trò. Nhưng Shin lại trả lời rằng cậu không biết, bỗng Shin cảm thấy không khí trên sân khấu rất lạnh, Bạch Tuyết liền biến thành khăn quàng cổ nhảy lên cổ. Shin liền cảm thấy ấm áp và khiến mọi người chứng kiến thấy cảm động, ban giám khảo cũng thấy rất tâm đắc và thuyết phục. Cuối cùng, người chiến thắng giải nhất đi đến Hawaii là Bạch Tuyết, nhưng cô Michi và chú Yoshirin không được vui vì đó không phải mục đích của họ. Nhận phần thưởng trong tay, Shin hào hứng vẫy tay xuống phía dưới nơi bố mẹ đang ngồi hò hét rằng họ đã thành công. Thế là vụ nói dối bị phơi bày, họ phải gặp riêng để xin lỗi ban giám khảo cuộc thi. Ra về trong tâm trạng hối tiếc vì gần như họ đã có một chuyến đi đến Hawaii, Shin cho rằng cái này gọi là nói dối không có kết cục tốt. Nhưng vì Bạch Tuyết thực sự đã giành giải nhất nên cả nhà quyết định đi ăn sushi, cô Michi và chú Yoshirin vẫn quyết đeo bám gia đình Nohara đến cùng.